Xin chào tất cả mọi người. Trong bài trước, khi học về Le Savoir Vivre à Table, quy tắc ứng xử khi chúng ta ngồi ăn cơm, thì chúng ta đã coi cái phần thứ nhất, khi chúng ta là người chủ để mời người khách tới ăn, thì nó có bốn quy tắc. Chúng ta mời ai thì chúng ta phải chọn lựa kỹ lưỡng cái thời khắc để mời người khách và chọn cái nhà hàng cho nó đúng. Quy tắc thứ hai là chúng ta phải gửi cái lời mời một tuần trước khi chúng ta gặp gỡ cái người khách. Và quy tắc thứ ba, chúng ta phải tới cái nhà hàng đó để coi lại, kiểm soát lại tất cả những cái mong đợi, những cái chờ đợi, những cái đòi hỏi của mình đối với cái nhà hàng đó. Và điều thứ tư, khi người khách tới thì chúng ta phải biết cách tiếp đón và hướng dẫn người đó vào bàn ngồi. Trong bài này chúng ta sẽ học phần thứ hai. Bây giờ chúng ta với tư cách là người được mời đi ăn thì chúng ta có những quy tắc sau đây. Sau đây là một số quy tắc đối với người khách được mời. Vous êtes l'invité à table, honorez l'invitation. Bạn là người được mời thì bạn phải tôn trọng cái lời mời. Répondez s'il vous plaît et renseignements utiles. RSVP, viết tắt của répondez, động từ répond, xin vui lòng trả lời và những cái thông tin cần thiết. Lorsque vous êtes invité, répondez dans le délai indiqué ou dans les 48 heures suivant l'invitation. Khi bạn là khách được mời ăn thì bạn phải trả lời trong cái thời gian đã ấn định hoặc là trong 48 giờ sau khi nhận được lời mời. Thời gian ấn định là được ghi ra bởi cái người chủ mời. Người ta nói là xin mời, xin trả lời trước ngày nào đó thì chúng ta phải trả lời trước cái ngày đó. Hoặc là nếu không có thì trong vòng 48 giờ, dans les 48 heures suivant l'invitation, thì chúng ta phải trả lời, répondez. Cái délai này có nghĩa là temps accordé pour faire quelque chose. Délai có nghĩa là cái thời gian quy định để làm một cái việc gì. Quy tắc thứ hai, si vous avez des restrictions ou des allergies alimentaires, nếu bạn có những cái trở ngại, những cái gì mà nó hạn chế, hoặc là bạn bị dị ứng với thức ăn, faites-en mention même si votre hôte ne s'en informe pas, thì bạn hãy ghi ra, faites mention de cela, thì bạn hãy ghi chú ra những cái này này, những cái gì mà chúng ta hạn chế, chúng ta không có thể thực hiện được, hoặc là chúng ta bị dị ứng về thức ăn. Même si, ngay cả khi chủ nhà của bạn, chủ mời đó, cái người được mời, cái người mời đó, votre hôte ne s'en informe pas, s'informe de quelque chose, không lấy thông tin về cái này, thì chúng ta cũng phải báo cho họ biết. C'est votre responsabilité, đó là trách nhiệm của bạn. Votre sécurité en dépend, sự an toàn của bạn tùy thuộc vào cái điều này, tùy thuộc vào cái điều mà chúng ta báo cho họ. Tức là nếu chúng ta có cái gì trở ngại, chúng ta phải báo, kẻo rồi tới khi đó khi chúng ta ăn vào, chúng ta có cái allergy, có cái dị ứng hoặc là có cái phản ứng gì đó thì rất là nguy hiểm. Quy tắc thứ hai, soyez ponctuel, ponctuel là đúng giờ, bạn hãy đúng giờ. Si vous êtes en retard, téléphonez à votre hôte pour vous excuser. Nếu bạn tới trễ thì bạn hãy gọi điện cho cái người khách mời, cái người chủ mời đó để xin lỗi. Une fois arrivé sur place, offrez vos excuses de nouveau. Một khi đã tới nơi rồi thì bạn hãy nói lời xin lỗi một lần nữa, de nouveau. Il n'est cependant pas nécessaire de donner les détails de la cause de votre retard. Être nécessaire de faire quelque chose, nécessaire de faire quelque chose, chúng ta để ý tới cái preposition này. Tuy nhiên, cependant, tuy nhiên, không cần thiết phải đưa ra những cái chi tiết của cái nguyên nhân của cái việc mà bạn tới trễ. Soyez ponctuel, si vous êtes en retard, téléphonez à votre hôte pour vous excuser. Une fois arrivé sur place, offrez vos excuses de nouveau. Il n'est cependant pas nécessaire de donner les détails de la cause de votre retard.
Quy tắc thứ ba, suivez le rythme du repas. Bạn hãy đi theo cái nhịp của bữa ăn. Có nghĩa là adaptez-vous à la situation. Động từ s'adapter à, imperatif. Bạn hãy thích nghi với, bạn hãy thích ứng với cái tình hình. Vous mangez trop lentement, accélérez la cadence. Bạn ăn muộn, bạn ăn chậm quá thì hãy tăng tốc cái nhịp của bạn lên. Vous mangez trop vite, ralentissez. Bạn mà ăn nhanh quá thì hãy chậm lại. Chúng ta có động từ accélérer, VT, làm cho nó nhanh hơn, tăng tốc độ, gia tốc, làm cho nhanh hơn một cái chuyện gì. Để chúng ta có cái danh từ xuất phát từ động từ accélérer. Un accélérateur là cái bộ tăng tốc ở các cái xe có động cơ. Ở xe máy là cái tay ga. Chúng ta vặn cái tay ga lên thì xe nó chạy nhanh hơn, vặn nhiều hơn thì xe lại càng chạy nhanh hơn nữa. Ở xe ô tô thì là cái pedal bên chân phải, chúng ta đạp vào thì cái xe nó chạy nhanh hơn, gọi đó là bộ gia tốc, un accélérateur. Chúng ta có cái động từ ralentir, ralentissez, nhóm 2, ralentir, VT là làm cho chậm lại, hoặc là VI thì chạy chậm lại, đi chậm lại. VT có đối tượng, VI là đi chậm lại. Chúng ta có cái danh từ là un ralentisseur. Nếu ở bên trên, un accélérateur là cái bộ phận để làm cho nhanh hơn, thì un ralentisseur không phải là cái bộ phận ở trong xe để làm cho cái xe chậm hơn. Muốn cho cái xe chậm hơn thì chúng ta chỉ đừng có tăng tốc, rồi chúng ta nhấn cái phanh thì nó chậm lại, không có cái bộ phận ralentisseur. Ralentisseur ở đây có nghĩa là ở trên con đường đang đi, người ta xây lên một cái ổ nhân tạo, dodan artificiel, destiné à contraindre les véhicules à ralentir, dùng để bắt buộc các cái xe cộ phải chạy chậm lại. Như vậy là đây là một cái phần đất ở trên đường đó, người ta đắp cao lên, xe từ đó phải đi chậm lại, và người ta dùng cái hình ảnh là dodan. Đô là cái lưng, an là con lừa, dodan con đường đang bằng phẳng, người ta xây lên một cái mô thoai thoải cao lên, tới đó xe phải chạy chậm lại. Artificiel là nhân tạo, destiné à contraindre les véhicules à ralentir, để mà dùng để mà bắt buộc các phương tiện di chuyển phải chậm lại. Như vậy ralentir ở đây có nghĩa là VI. Ralentir có thể là VT làm cho chậm lại. Ralentir ở đây là VI, bắt buộc các xe cộ phải chậm lại. Có một cái cách nói hình bóng metaphor, người ta gọi cái ralentisseur trên đường này gọi là un gendarme couché. Gendarme là các cái cảnh sát giao thông. Bây giờ người ta gọi là các cái ông cảnh sát giao thông nằm lên trên đường, người ta thấy người ta phải đi chậm lại. Đây là cái hình bóng, và cái này là chữ chính thức. Và người ta có thể dùng là dodan, một số người thì dùng cái tiếng lóng là gendarme couché. Quy tắc thứ tư, chúng ta phải, các bạn phải cảm ơn hai lần. Même si vous remerciez votre hôte en personne, envoyez lui un mot de remerciement 24 heures plus tard. Ngay cả khi bạn đã đích thân cảm ơn chủ nhà, chủ người mời đó, thì bạn cũng hãy gửi cho người ấy một cái lá thư ngắn để cảm ơn sau 24 giờ sau. Nghĩa đầu tiên của chữ mô, an mô là một từ là một chữ, a word. Nhưng mà mô ở đây có nghĩa là un petit nombre de paroles, de phrases, một số những cái câu. Phrase là câu, hoặc những cái lời nói ngắn ngủi, là một cái thư ngắn ngủi, một cái mẩu giấy, một cái thư ngắn ngắn, amo. Ngay cả khi bạn đã đích thân cảm ơn người chủ mời đó, chúng ta đã đích thân, thì chúng ta, bạn cũng hãy gửi cho người ấy một cái thư nhỏ, một cái thư ngắn để cảm ơn người ấy 24 giờ sau đó. Selon l'occasion, un courriel ou un texto pourrait être approprié. Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp, thì một cái thư điện tử, cái email, hoặc là một cái tin nhắn, texto, tin nhắn trong điện thoại cũng có thể thích hợp. Lors de grandes occasions, une carte manuscrite à la main
est la façon la plus appropriée de démontrer votre reconnaissance et votre appréciation trong những cái trường hợp hệ trọng hơn, quan trọng hơn, thì các bạn hãy viết một cái thiệp viết bằng tay, manuscrit à la main, une carte manuscrit, một cái thiệp viết tay chứ không phải là cái thiệp mua sẵn. Thì đó là cái cách thích hợp nhất để chứng tỏ, để montrer, để biểu tỏ cái sự biết ơn của bạn. Và cái trong phần số 3 này là một số các quy tắc dành cho cả chủ và khách. Comment bien se tenir à table? Là chúng ta phải ngồi trên bàn ăn sao cho đúng cách. Voici quelques conseils supplémentaires sur la façon de vous tenir à table. Sau đây là một vài ba cái lời khuyên bổ sung về cái cách thức mà bạn ngồi trên bàn. Số 1. Votre dos doit être droit et vos mains et vos avant-bras doivent être visibles tout au long du repas. Trong suốt bữa ăn, tout au long du repas, tout au long, trong suốt bữa ăn, votre dos doit être droit, cái lưng của bạn phải thẳng. Et vos mains et vos avant-bras, và hai bàn tay của bạn, và hai cái phần cánh tay của bạn, avant-bras là cái phần từ coude, từ cùi chỏ xuống tới cổ tay, gọi là avant-bras, và các bàn tay của bạn, và các cái nửa cánh tay trước của bạn, phải doivent être visibles, phải được nhìn thấy, tức là chúng ta không để dưới gầm bàn. Le maintien est tout aussi important à table que debout. Cái việc mà giữ cho hai bàn tay và cái phần của cánh tay này được mọi người nhìn thấy, không có chui xuống dưới, thì cũng rất quan trọng khi ngồi trên bàn cũng như là khi đứng. Si on ne voit pas vos mains, on pourrait se demander ce que vous faites avec sous la table. Nếu người ta không thấy hai bàn tay của bạn thì rất có thể, on pourrait, rất có thể người ta sẽ tự hỏi, se demander, cái điều mà bạn đang làm với hai cái bàn tay đó ở dưới bàn là cái gì? Bạn đang làm cái gì ở cái phần dưới bàn như vậy? Quy tắc thứ hai là repérer la disposition de votre couvert. Couvert là các cái dụng cụ ly tách, bát đũa, thìa muỗng dùng để mà ăn cơm, gọi là một cái couvert. Một cái couvert, bạn hãy để ý định vị, bạn hãy nhắm hướng cái chỗ đặt các cái couvert của bạn. Rappelez-vous les premières lettres de chaque syllabe du mot privé pour repérer où sont vos couverts. Ở đây người ta cho chúng ta một cái mẹo, một cái astuce. Các bạn hãy nhớ những cái ký tự đầu tiên của mỗi âm tiết, của mỗi syllabe của cái từ privé. Privé không dính dáng từ cái bài này hết, nhưng mà tác giả muốn đưa ra một cái mẹo, cái astuce. Chúng ta hay coi chữ privé này. Privé nó có hai syllabe, nó có hai âm tiết, pri và v. Thì trong pri, ký tự đầu tiên là p. Trong v, ký tự đầu tiên là v. P và v, chúng ta nhớ các cái ký tự đầu tiên này này, p và v, để làm chuẩn, để mà định vị các cái couvert, các cái ly tách của bạn. Chữ p này này, để nói về p pour assiette à pain. Chữ p đi với chữ pain này, như vậy cái đĩa ăn bánh mì đó phải được place à votre gauche. Chúng ta thấy trong chữ privé này, p là bên trái, thì cái đĩa này bên tay trái. E v, chữ v này pour verre, là để thay cho chữ verre, v và verre, place à votre droite. Đây là cái mẹo của người tác giả viết thôi. Privé, đĩa pain ở bên tay trái, verre luôn luôn phải bên tay phải. Như vậy chúng ta đừng có để cái verre chạy qua bên này. Quy tắc thứ ba, manger à l'européenne ou à l'américaine, mais choisissez. Bạn ăn theo kiểu châu Âu hay ăn theo kiểu châu Mỹ thì bạn cũng phải chọn lựa. Ở đây tôi xin nói thêm về chữ à l'européenne ou à l'américaine. Cái cách nói là như thế này. Chúng ta thấy hai cái từ này, européenne, đó là feminine, à l'européenne, cái gì? La gì chúng ta không biết. L'American là tự nhiên để feminine, la gì không biết. Cái cách nói là như thế này này. Khi chúng ta thấy có các cái tên, đây là lục địa nhé, lục địa châu Âu, đây là lục địa châu Mỹ, có thể là các cái quốc gia nước Anh này, nước Pháp này, nước Ý này, nước Việt này, thì khi chúng ta để các tên các quốc gia đó ở feminine đi với a la, ở đây là
l'européenne, l'américaine thì có nghĩa là theo cái kiểu. Chẳng hạn như l'anglaise, anglaise là feminine, anglais là masculine, anglais là feminine, tức là theo cái cách in the English manner, hoặc là in the English style, theo cái cách, theo cái style là cái quy chuẩn, cái kiểu cách của người Anh. Ví dụ người ta nói như thế này, một cái vườn theo kiểu của người Anh, un jardin à l'anglaise, một cái vườn sắp xếp trồng trọt rồi trang hoàng rồi thiết kế theo kiểu Anh. Un poulet à l'anglaise, một cái món gà nấu theo kiểu Anh. Thì chúng ta có chẳng hạn như à la française, theo kiểu Pháp. L'humour à la française luôn luôn là feminine. Kia tính hài hước theo kiểu người Pháp. Petit pois à la française, petit pois là các cái hột đậu xanh xanh nhỏ nhỏ, người ta gọi là đậu Hà Lan. Petit pois, cái món này này nấu theo kiểu Pháp. Thì chúng ta có chữ à l'italienne là theo kiểu Ý. Salad à l'italienne là cái món rau trộn trộn theo kiểu Ý. Chọn theo cái ý là thế nào cũng có dầu ô liu và cái trái ô liu. Caffè all'italiana, một cái bình pha cà phê theo kiểu Ý. Tôi xin giới thiệu với các anh chị cái bài hát Je t'aime all'italiana của ca sĩ Frédéric François. Frédéric François là một ca sĩ gốc là người Ý nhưng qua bên Bỉ ở và ông ta hát nhạc Pháp, bên Bỉ nói tiếng Pháp. Ông ta có cái bài này, ngày xưa tôi cũng thích lắm. Je t'aime all'italiana, anh yêu em theo kiểu người Ý. Để các anh chị nghe cái bài này rất là nhộn nhạo, nhộn nhịp, rất là hay. Chúng ta có cái chữ nữa là Vietnamien, theo kiểu Việt Nam, chẳng hạn như là thường thường là các cái món. Chúng ta nếu mà đánh cái chữ là Vietnamien ở trên Google, trên Internet thì chúng ta sẽ ra tất cả các cái món ăn theo kiểu Việt Nam. Aubergine là loại cà tím. Cà tím là một món ăn, là một cái loại rau rất thông dụng ở trên thế giới, dân tộc nào cũng thích ăn. Nhưng mà cái loại aubergine này, farci, được nhét thịt vào, nhồi thịt vào, làm theo kiểu Việt Nam thì nó khá khác với người ta. Hoặc là ragu à la Vietnamien, cái món bò hầm làm theo kiểu Việt Nam. Bò làm theo kiểu Tây thì thế nào cũng bỏ rượu, rượu vang, rượu bồ câu nhờ vào. Ragu à la Vietnamien, thường thường cho thêm sả, thêm gừng, thêm gì đó. Kho bò hầm theo kiểu Việt Nam, theo kiểu Ý, theo kiểu Pháp, theo kiểu Anh. Do đó trong bài này của chúng ta, manger à l'européenne féminin ou à l'américaine féminin, ăn theo kiểu Âu hay kiểu Mỹ thì bạn cũng phải chọn lựa. Alterner votre façon de manger d'une technique à l'autre est distrayant. Nếu bạn cứ lúc thì ăn theo kiểu Âu, lúc thì ăn theo kiểu Mỹ thì thay đổi như vậy thì làm cho người ta chia chí lắm, distrayant. Et vous donne l'air désorganisé. Và cái việc này làm cho bạn xem ra có vẻ bạn cứ lộn xộn. Cách ăn của bạn nó lộn xộn, ăn kiểu này, ăn kiểu kia. Chính vì vậy, c'est pourquoi il est préférable de vous en tenir à une seule technique. Do đó, nên tốt nhất là bạn nên theo một cái kiểu ăn. Bởi chúng ta coi ăn theo kiểu Mỹ, kiểu Âu là thế nào. La méthode américaine, utilisée uniquement en Amérique du Nord, consiste à couper ses aliments de sa main dominante. Cái cách ăn theo kiểu Mỹ chỉ được dùng ở bên Bắc Mỹ. Bắc Mỹ tức là Canada và nước Mỹ. Consiste à nằm ở cái chỗ là couper ses aliments de sa main dominante. La main dominante là cái tay mà mình thuận, ai thuận tay phải thì đây là cái tay phải, ai thuận tay trái thì cái la main dominante là tay trái. Người ta dùng cái tay thuận để mà cắt thức ăn. Sau đó déposer son couteau dans le haut de son assiette. Sau đó đặt cái con dao mình ở trên cái phần trên của cái dĩa. Et transférer sa fourchette dans sa main dominante. Sau đó lại chuyển cái nĩa sang cái tay thuận. Pour ensuite piquer un morceau d'aliment et le porter à sa bouche. Rồi sau đó dùng cái fourchette này, cái dĩa này này, lấy pique đâm vào cái món thức ăn rồi đưa vào lên miệng. Tôi tóm tắt lại như thế này này, ở bên kiểu Mỹ ta dùng tay thuận. Tôi nói ví dụ, tôi là thuận tay phải, tôi lấy dao,
tôi cắt cái miếng cá hay miếng thịt hay miếng rau cắt xong, tôi đặt cái dao xuống, tôi lại lấy cái tay phải, tôi thuận tay phải, tôi lại lấy tay phải, tôi cầm cái fork set lên và dùng cái fork set này tôi pick kê, tôi đâm vào, tôi chích vào, tôi xiên vào cái miếng thức ăn mà tôi vừa mới cắt đó, rồi lấy đó mà đưa lên miệng. Les dents de la fourchette sont tendues vers le haut. Dents là cái răng của cái xiên. Một cái fourchette nó có bốn cái răng, bốn cái răng của cái xiên như vậy sẽ hướng lên phía trên. Cette façon de manger s'appelle aussi zigzag. Người ta cũng gọi cái cách ăn này là cái ăn zigzag. Tôi nói lại cái American là chúng ta dùng một tay thôi, chúng ta thuận tay này thì trước hết chúng ta lấy dao chúng ta cắt, rồi sau đó đặt dao xuống, rồi lại lấy cái tay đó mình cầm cái fork lên, rồi mình lấy fork mình mới đưa đồ ăn vào trong miệng. Còn la méthode européenne est celle que préfère le reste de la planète. Còn cái cách ăn của châu Âu á, là cái cách ăn mà cái phần còn lại của thế giới sử dụng ưa chuộng, ngoài cái phần này ra này, ngoài hai cái nước Canada và ở Mỹ thì cái phần còn lại của thế giới thì ưa chuộng cái cách này. Les manches de vos ustensiles sont dans les paumes de vos mains. Cán, manche là cái cán, cán của các cái dụng cụ, tức là cán dao, cán fourchette, cán muỗng đó, cán thìa đó, thì nằm ở trong cái lòng bàn tay của bạn, lòng bàn tay của bạn. Vos index les stabilise sur le dessus. Chúng ta dùng cái ngón trỏ của mình chúng ta nắm vào, và chúng ta lại dùng cái ngón trỏ để chúng ta làm cho cái fourchette hay cái muỗng nó ổn định. Les pointes de votre fourchette sont vers le bas. Cái phần nhọn của cái fourchette sẽ hướng về bên dưới và nó xuyên qua đâm thủng cái thức ăn. Tandis que la lame de votre couteau coupe l'aliment à l'extérieur de votre fourchette. Trong khi chúng ta dùng cái tay kia lấy cái lưỡi la lame để của con dao để mà cắt thịt ở phần phía ngoài của cái fourchette. Tôi xin minh họa một cách cụ thể sau đây. Giả sử đây là một cái món ăn mà tôi muốn ăn mà nó to quá, tôi muốn cắt nó ra thì làm theo kiểu người Mỹ đó, thì tôi thuận tay phải thì tôi lấy con dao, đây là một con dao, tôi lấy con dao tôi cầm bằng cái tay phải, tôi thuận tay phải tôi cắt nó ra làm hai, tôi cắt nó ra làm hai, rồi tôi cắt làm hai phần, xong đó tôi lấy đặt con dao xuống, tôi lấy cái fourchette tôi ấn vào đây để tôi đưa cái này lên trên miệng mình. Trong khi theo người châu Âu thì người ta cầm cái fourchette, cái dụng cụ bằng cái lòng bàn tay, rồi người ta lấy ngón tay trỏ người ta ấn cái này xuống để cho nó cố định. Con dao cũng vậy, người ta cầm trong lòng bàn tay, rồi người ta lấy ngón tay người ta ấn vào cố định và người ta để cái fourchette xuống đây. Và người ta cắt bằng phía bên ngoài của cái fourchette, phía bên ngoài này người ta cắt cái này rời ra làm hai, đó là à l'européenne. Les manches là cái cán của vos ustensiles. Les manches de vos ustensiles sont dans les paumes de vos mains. Paume là lòng bàn tay, cái cán của các cái dụng cụ là cái fourchette, ở đây là fourchette, và con dao thì phải nằm ở trong lòng bàn tay. Vos index, an index là ngón tay trỏ. Các cái ngón tay trỏ của bạn, của tay trái thì ấn vào cái dụng cụ bên tay trái, của ngón trỏ của bàn tay phải thì ấn vào cái dụng cụ ở bên tay phải của bàn tay phải. Les stabilis, stable là ổn định, stabilize làm cho nó cố định, tức là nó không lung lay, nó ổn định. Sur le dessus làm cho nó ổn định. Les pointes de votre fourchette sont vers le bas. Point là cái phần nhọn của cái fourchette, cái phần nhọn này đi xuống dưới, đi xuống phía dưới. Tandis que la lame de votre couteau coupe l'aliment à l'extérieur de votre fourchette. Chúng ta vừa mới trình diễn đó, để cái này và con dao cắt bằng cái phần bên ngoài, để bên ngoài chúng ta cắt cắt từ cái phần ngoài của cái fourchette. Puis votre fourchette dans vers le bas. Sau đó vẫn là cái fourchette mà dans các cái răng đưa hướng xuống phía dưới, chúng ta apporte lấy thức ăn rồi đưa trên miệng, đưa vào trong miệng. Cela dit, nói như vậy, cela dit, nói như thế, que vous mangiez à la continentale
U-American. Cơ này là cho dù. Nói như vậy tức là cho dù bạn ăn theo kiểu lục địa, tức là bên châu Âu á, hoặc là ăn theo kiểu của Mỹ. Chữ cơ này là dù. Chữ cơ này luôn luôn đi với U này. Cơ này các anh chị thấy không? Cơ đi với U. Dù là cái này hay là cái này, và sau đó động từ phải ở subjunctive. Que vous mangez à la continentale. Continent là lục địa. À la continentale là cũng theo cái quy tắc trên, tức là để cái adjective này ở feminine. À la continentale là ou à l'américaine. Dù ăn theo kiểu này thì ăn kiểu này, thì cũng signaler toujours au personnel de service que vous avez terminé de manger en plaçant vos ustensiles de façon à former un V à l'envers, en laissant un espace entre vos deux ustensiles qui ne doivent pas nécessairement se toucher au sommet. Tôi xin dịch ra và tôi xin giải thích cho các anh chị coi bằng hình ảnh. Dù cho ăn theo kiểu này này, kiểu của châu Âu, tức là một tay cầm cái dụng cụ này, một tay dùng dụng cụ kia. Dù là ăn theo kiểu Mỹ, tức là cái tay nào thuận thì cứ lấy cái tay đó mà sử dụng, thì bạn cũng luôn luôn phải báo hiệu cho cái người mà phục vụ đó, cái nhân viên phục vụ, personnel de service, rằng bạn đã ăn xong rồi, bằng cách bạn đặt các cái dụng cụ của bạn theo cái kiểu là nó tạo ra một cái chữ V ngược, à, V à l'envers, một chữ V ngược, mà vẫn để en laissant un espace entre vos deux ustensiles, và vẫn để cho hai cái dụng cụ đó nó có một cái khoảng cách, un espace qui ne doivent pas nécessairement se toucher au sommet, không có cần nhất thiết là phải chạm. Khi chúng ta ăn xong, chẳng hạn tôi vừa mới trình bày cho các anh chị, tay trái của tôi là cái fourchette, tay phải tôi là con dao. Khi ăn xong thì tôi để hai cái hình chữ V ngược như thế này ở trên cái dĩa, và chúng xa nhau một chút, không có đụng vào với nhau, và như vậy là chứng tỏ là mình ăn xong rồi. La lame de votre couteau doit cependant être tournée vers l'intérieur de votre assiette et les points de vos fourchettes sont vers le bas. Các cái lưỡi dao thì tuy nhiên phải quay vào bên trong cái đĩa, và những cái mũi nhọn của fourchette thì phải thì hướng xuống phía phía dưới như thế này. Nếu mà tôi xếp hai cái dụng cụ tôi trên một cái đĩa, đĩa tôi vừa ăn xong á, thì khi mà ăn xong mình để như thế này, nó là cái chữ V ngược này, chữ V ngược, và bên trên cái đầu của nó có một khoảng cách, có một cái khoảng cách, và cái mũi này đi xuống dưới, và cái lam mà lưỡi cho thực sự dao của tôi nó không đây, cái lưỡi dao nó phải quay vào trong như này. Chúng ta không có thể để như thế này, cái phúc xét ngược lên, và chúng ta cũng không thể để cái con dao cái lưỡi quay ra ngoài, như vậy là không đúng savoir-vivre, và chúng ta phải để cho cái đỉnh của cái phúc xét quay xuống dưới, và cái lưỡi của dao lam này, lưỡi của con dao này nó quay vào bên trong cái đĩa. Thưa các anh chị, tôi vừa trình bày một cái quy tắc ứng xử ở bàn ăn. Ở bàn ăn này có tính chất là trịnh trọng, giữa những khách mời rất là đáng quý, không phải là một cái bữa ăn bình dân. Chúng ta cũng có thể tham khảo để hiểu biết được một số các cái cung cách của các cái bữa ăn mà nó gọi là cung cách trang trọng. Trong bài sau có lẽ tôi sẽ gửi tới các anh chị những cái quy tắc ứng xử nó rất là cụ thể, nó rất là nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin chào tất cả mọi người.